Hello, mình là Sophie đây và kênh của mình làm về thời trang và làm đẹp. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn swatch và chọn ra cái màu son phù hợp nhất đối với da ngăm. Đây là những cái màu son đỏ hợp nhất đối với làn da của mình. Các bạn có thể thấy là da của mình nó hơi ngăm một tẹo. Và sắp Tết rồi thì mình biết là mọi người muốn mua sắm những cái cây son đỏ để mà ăn Tết đúng không? Thì mình ở đây để mà giúp mọi người. So, let's get started. Và em son đầu tiên mà mình swatch chính là em Black Rouge Elfit Velvet. Đây, một cái vẻ ngoài rất là sang chảnh với màu vàng đồng ha, lấp lánh lấp lánh. Và màu mình sẽ swatch đầu tiên đó chính là màu A36. Đây, cái vẻ ngoài của em ấy rất chi là sang chảnh. Ở trên này phủ một lớp kim tuyến. Không nghĩ đây là Black Rouge luôn á. Tại vì nhìn nó sang dễ sợ. Và Black Rouge thì tầm giá nó rất là rẻ. Cái cây này có mùi nho rất là thơm. Mùi giống như là grape juice vậy đó. Em này chất son khá là đặc. Nhưng mà lên môi mình thì nó rất là nhẹ môi. Và Black Rouge always nó luôn luôn là tạo nên cái cảm giác là kiểu son lan màu á, gradient. Được cái là đánh cái màu này nó rất là trắng răng, mọi người thấy không? Thấy toàn răng không mà. Nó có một điểm trừ là cái màu này nó rất là đại trà. Nó kiểu thiên về đỏ cam á mọi người. Mình chỉ thấy là đôi lúc nó hơi khó tán một tẹo thôi. Tại vì chất son của nó hơi đặc. Nhưng mà cái màu son của nó thì rất là dễ đánh. Tại vì mình nghĩ là nhiều bạn nữ sẽ thích cái màu này. Nhưng mà đối với mình thì nó không phải là quá đặc biệt trong cái bộ sưu tập son đỏ của mình. Nhưng mà cũng là một cái must have. Ok, mình sẽ chấm điểm cho em A36 của Black Rouge là 8.5/10. Ok, em tiếp theo mà mình sẽ swatch cũng chung một hãng với em lúc nãy luôn là Black Rouge Elfit Velvet. Em này thì là màu A16. Vẻ ngoài cũng rất là xinh. Nãy mình nói lộn, em này là em A21. Em này có cái mùi giống như là mùi kẹo fruity. Nó rất là thơm. Em này cũng có vẻ dễ tán hơn là em A36 lúc nãy. Cái em A21 này á, nó có sắc son đỏ nhưng mà nghiêng về hồng. Màu son nó kiểu là wow luôn á. Kiểu nó nhìn nè, nó giống như là trái cherry chín mọng. Lúc chúng ta đánh phun môi thì cái màu nó sẽ chuyển thành màu đỏ mà kiểu đỏ rượu lâm. Nó hơi kiểu như ánh đỏ đất một tẹo. Nhìn nó rất là sang chảnh. Wow, em này đẹp quá mọi người ơi. Đẹp thật sự và nó làm trắng răng rất là nhiều. Kiểu mọi người nhìn nè, lóa mắt chưa? Chất son của em này rất là dễ tán. Và mình nghĩ là nó phù hợp với các bạn lúc mà đánh đi học thì các bạn đánh lòng môi. Và đi chơi thì các bạn đánh phun môi. Mình sẽ cho điểm em này là 9.5/10. Tiếp theo là em Roman Zero Velvetine màu Deep Soul. Mình đã swatch em này ở cái video so sánh em này với lại là em Roman Multi Velvetine rồi. Mình swatch chắc phải cũng hơi nhiều lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ đính kèm cái video mình swatch ở đây ha, để cho mọi người có thể thấy được là cái em này swatch lên như thế nào. Một cái màu đỏ đất rất là thời thượng. Và lúc các bạn đánh nhiều lớp thì nó sẽ rất là sang trọng. Tại vì cái tông da của mình là warm undertone nên mình hợp đánh với cái màu đỏ đất có base đỏ rất là nhiều giống như là Deep Soul. Tiếp theo là em 3CE Smoke Rose hay là các chị em hay kêu là 3CE đó, ba chị em hay gì đó. Đây, màu Smoke Rose này. Đối với mình cây son này rất là đặc biệt tại vì cây son này mẹ mình đã mua cho mình cái lúc mà mẹ mình đi Hàn Quốc. Và mình rất là yêu quý nó, là thứ nhất là nó là món quà của mẹ, mà cái thứ hai nữa là nó là cái cây son đỏ mà đỏ đậm đầu tiên mà mình có. Các bạn phải biết là mẹ mình ít khi mua mỹ phẩm cho mình lắm. Hầu như mẹ mình không phải là cái tiếp người ăn diện như là mình á. Nên lúc mà mẹ mình mua cho mình thì mình rất là kiểu muốn khóc luôn á mọi người. Kiểu như cảm động. Nên môi nó sẽ như này. Nhìn rất là kiểu dreamy ha mọi người. Đây mình sẽ đánh phun môi cho mọi người coi.
Bình thường thì mình không phải là fan của 3CE, nhưng mà công nhận là cái cây này của 3CE làm chất rất là xuất sắc. Ok, và mình sẽ đánh giá em này là 9/10. Tại vì cái màu son của nó rất là đặc biệt, và nó đặc biệt theo kiểu mà nó rất là classic, và mọi người có thể đánh lòng môi hoặc là đánh full môi đều đẹp. Smoke Rose nha mọi người. Tiếp theo chúng ta có em Bavier màu 14. Em này á thì mình không có chủ đích là mua, mà cái này là mình em họ mình pass cho mình thì mình mua luôn. Thì lúc mà mình mua á thì mình thấy là em này có chất son siêu đỉnh, nó thậm chí đỉnh hơn cả Black Rouge nữa. Nhưng mà nó cái màu này thì nó hơi tương tự giống cái màu số 36 mà nãy mình mới swatch, thì nó theo kiểu đỏ cam á mọi người. Đỏ mà đỏ hơi cam cam hồng hồng á. Chất son siêu mịn, siêu nhẹ môi, siêu đỉnh. Em này là trùm trắng răng luôn á. Nó khá là nhẹ nhàng mà nó vẫn là giúp cho răng mình kiểu tỏa sáng. Và đánh em này nhìn da nó cũng sáng hẳn. Ok, cái em review màu 14 này mình sẽ cho 8.5/10. Several days later. Oh, lại là mình đây. Hôm nay cái background của mình swatch cái thỏi còn lại nó hơi khác, là bởi vì mình đã quay trở lại Huế rồi và nhà mình nó hơi lộn xộn xíu, bởi vậy là mấy bạn thông cảm cho mình nha. Và cái màu cuối cùng mà mình muốn swatch đó chính là cái màu Real Brick của G9 Skin của Hàn Quốc. Em son này có đặc điểm là nó không có lì như những cái em son mà mình đã swatch. Nó thì kiểu satin, tức là nó kiểu hơi bóng bóng nhẹ, nó không phải son bóng nha, nhưng mà nó rất là mướt môi và nó có nhiều dưỡng chất cho môi. Và em này á thì lúc mà bạn đánh lòng môi thì nó sẽ là màu đỏ beige cam đất rất là tôn da, nhưng mà đánh full môi thì nó sẽ ra kiểu đỏ bầm, đỏ theo kiểu đúng thuần đỏ đất luôn. Bởi vậy nếu mà bạn không thích cái lớp bóng của nó thì bạn có thể lấy khăn giấy và thấm ra thì nó sẽ để lại một lớp màu rất là đẹp. Màu này thì nó sẽ làm sáng da, nhưng mà cơ bản thì về cái màu thì mình, về cái màu với cái chất son á thì mình không phải là quá yêu thích, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nhân năm nên có một cái loại son như vậy ở trong bộ sưu tập của mình để mà mình pair với nhiều kiểu quần áo. Và cái này đánh lòng môi rất là theo hiệu ứng gradient rất là đẹp. Về màu son và chất son thì mình sẽ cho em G9 Skin á Real Brick 8/10. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Nhớ like và subscribe cho channel của mình nhé. I love you. Mình sẽ gặp lại bạn trong video sắp tới. See ya.